Theo tờ tin tức về chuỗi cung ứng toàn cầu Glossa, doanh nghiệp Mỹ đã kêu gọi chính phủ của quốc gia này không áp thuế lên hàng hóa của Việt Nam như đã áp thuế lên hàng hóa của Trung Quốc. Lời kêu gọi được đưa ra sau hai cuộc điều tra về tỷ giá và ngành gỗ của Việt Nam do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thực hiện. Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia đã kêu gọi chính phủ Mỹ không áp thuế quan lên hàng của Việt Nam và cần thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Đại diện Liên đoàn cho hay, khi các doanh nghiệp Mỹ vẫn tiếp tục đối mặt với khó khăn kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sẽ đặt ra những thách thức lớn hơn đối với doanh nghiệp của Mỹ, dẫn đến chi phí cao hơn đối với người tiêu dùng.